này. Phiền to này. Ui, to ơi, này. Ui, mấy con to luôn này. Đâu, ốc này. Đấy. Ốc, cả ốc luôn à? Ờ, to to này. Hello, chào cả nhà. Hôm qua thì mình có thấy rất là nhiều người đi bắt hến, bắt tép. Cho nên hôm nay mình đã huy động cả một đội quân để đi mò hến, xem là buổi chiều nay liệu có nổi một bát canh hến không nhá. Mọi người có thể nhìn một đội quân đi đằng trước kìa. Đây là đội quân đi mò hến của buổi chiều hôm nay. Nước sông hôm nay thì rất lớn, cho nên là không biết là có liệu có mò được không. Đội quân đi bắt hến đã bắt được một con rồi cả nhà. Để ra xem nhá. Ra xem. Ra xem đội quân này đi bắt hến được không? Một con bé tí thế. Ý là có thôi. Kìa kìa, nhìn bác này, bác đi bắt tay còn được nhiều hơn này. Được bắt được nhiều chưa bác? Đâu cháu xem nào. Được, cháu xem nào. Ui giời. Đây. Chưa. Hơi bị nhiều đấy, một túi rồi, hai túi rồi. Đấy, úi dồi ôi. Bác bắt chuyên nghiệp thế này cơ mà. Đây, đội quân này không biết là bắt được không nào. Ôi, bao nhiêu lắm này. Đâu. Ôi, đây này. Hến to này, hến to này. Ôi, mấy con to luôn này. Ốc này. Đấy. Ốc, cả ốc luôn à? Ờ, to to này. Khả năng tối nay là có canh hến ăn rồi cả nhà ơi. Đấy, phải ra chỗ nó dễ cào cơ. Chỗ này khó cào quá. Toàn thấy đất với cát thôi. Ui, đây rồi. Đâu. Nhiều lắm. Đấy này. Đấy. Mẹ này được mấy con. Đấy. Đấy, phải thế chứ. Từ nãy giờ mà toàn vỏ thôi. Đấy. Toàn vỏ nó vỏ rồi. Được mấy con đấy nhặt hết Hải ạ. Mèo mó có còn hơn không? Ui đây rồi. Ui trời ơi. Rồi, mấy con nó to đây. Để lại mấy con bé đấy, ra đó. Đây, mấy con kia kìa. Lấy đi, cứ lấy. Đấy mấy được con... mà. Để lại mấy con bé cho nó sinh sôi này, nở nó to ra. Mình bắt tiếp. Trong quá trình xúc hến xúc luôn được cả cá luôn cả nhà. Này, ui. Cả bé tí này. Sinh ra nó. Thôi con cá này chắc là phóng sinh thôi. Mình đi bắt hến. Ôi được mấy con to chưa? Ôi toàn con nhỏ thôi. Thôi đỏ đi, con phóng sinh cá nha. Phóng sinh con cá đi. Một đội quân kìa. Ôi. Ở đây đang có rất nhiều người đi ra bên ngoài này để chơi này. Hôm nay dụng cụ bắt hến của mình là gồm có một cái rổ lỗ phải to và một cái này gọi là cái muôi to. Nhiều to luôn. Nhìn này. Nhiều chưa? Ơi bị nhiều luôn. Ôi giời, bữa này đậm rồi. Nhìn này, con này to chưa? Đây. Có một xúc thôi mà cũng đã rất nhiều rồi các bạn ạ. Đây chính là bộ môn mà gọi là trở lại tuổi thơ. Ủa, nhìn này. Quá nhiều luôn. Này Nguyên ơi,
rổ này. Xúc từ nãy đến giờ nhà mình cũng phải được kha khá rồi đấy. Buổi chiều nay rất có triển vọng. Giờ lại xúc tiếp. Ôi nhìn này. Ôi. Ôi rồi. Toàn con to thôi. Đi nào. Đấy đi. Hiện tại đang có rất nhiều người ra đây chơi rồi. Nãy thì chỉ có nhà mình ra thôi, mấy anh em mình ra thôi. Bây giờ thì cả người lớn trẻ con này ra đây chơi rất là nhiều. Hơi bị thích đấy. Mình lại đi ra đây xem đội quân nhà mình này. Nãy mình đứng xúc một hồi mà được một túi quần to rồi. Mọi người để nhìn này. Tí nữa mình sẽ đổ ra nhá, để cho mọi người thấy là mình xúc được nhiều như thế nào. Mấy gì cháu ở đây xúc được nhiều chưa? Đâu? Đâu xem nào. Ây à, cũng nhiều đấy, nhưng mà đông một con đấy. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đổ ra cho mọi người xem nguyên đâu, cầm đâu. Nguyên cầm nó thủ. Đợi đi rửa tay. Quay nhá, đang quay đấy. Ok. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy túi quần chú chưa? Đây, thấy rồi. Rồi, nhìn này. Ui, ê, chưa? Chú cẩn thận. Đây rồi, để chú thả vào đây luôn. Ghê chưa? Cầm đi. Ghê chưa? Đây, thấy ghê rồi. Chưa cả nhà ơi. Úi xời. Cậu Hải đâu? Cả phân cậu Hải trong này à? Chú không, ăn. Của chú rồi đấy. Ui, khiếp, cậu Hải chắc cũng được ít nhé rồi. Chú quay đến đấy rồi. Trời ơi, cả nhà ơi, nhìn này. Úi xời, phê. Nào. Ơi bị nhiều luôn, đội quân nhà mình đây. Nào, chú có thể giúp mình. Vẫn đang miệt mài, xúc. Hải đâu rồi? Đây rồi. Thợ chính đây rồi. Thợ chính chuẩn bị đi xúc tiếp này. Đây này. Một túi quần luôn này. Hai túi. Ui trời ơi. Em ba phải đi chắc. Đây rồi. Năm con. Nào. Đây rồi, Nguyên xúc gần bờ thôi Nguyên nhá. Không biết rồi. Không có đĩa đâu, nước chảy xiết mà. Ui ốc đấy. Thôi ốc đấy bỏ đi. Phải nhấc cao lên. Ôi, trôi rồi. Để viên đá vào. Để một viên đá to vào. Đâu? Đây. Đây. Cứ để bên dưới để Nguyên nhấc một viên đá to đặt vào giữa con. Đây. Đâu? Phải nhấc một viên đá to để cho vào giữa, không là nó bị trôi mất. Cho vào giữa rổ. Ui giời. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đó. Đấy. Bên này trông có vẻ cả thi hơn đấy. Bên này to hơn không? Ok hơn. Một xúc được nhiều hơn. Đấy. Thấy chưa? Ở bên kia họ đi về hết rồi. Không, bên kia vẫn đang chơi ở bên đấy. Ôi mọi người có thể nhìn khung cảnh à. Buổi chiều này. Bây giờ cũng rơi tầm khoảng 4:30, 5 giờ chiều. Bên trên kia là một cái đập tràn nước. Đây cả nhà ơi. Hơi bị nhiều luôn. Này. Trời. Đấy. Đâu xem nào em. Đấy, ui. Toàn con to thôi. Đấy. Cái này to mà, con to mà. Đâu? Đấy. Bên này khả quan hơn cả nhà. Nãy bọn mình đi sang phía bên kia thì đoạn bên đấy nước trong hơn, nhưng mà nước chảy rất là mạnh cho nên là khó xúc. Giờ bọn mình đã chuyển từ bên đấy qua bãi bên này và xúc thấy khả quan hơn đấy.
Đâu được em. Đấy, thấy chưa? Thôi vứt vào đi. Để bắt tiếp nào. Cắt đi, cắt đi. Ui, trôi dép, trôi dép. Hạnh Nguyên bị trôi dép. Nguyên chả nó bắt được con nào thì thấy mồm to nữa. Đây là chân leve cho có, cho đông, cho đủ đội hình. Ở khu vực bên dưới này thì lại có khá là nhiều rác này. Toàn những cái tải rác người ta vứt ở trên đầu nguồn xuống rồi nó chảy xuống dưới này. Đội quân nhà mình thì vẫn đang miệt mài xúc để tối nay có một bữa canh hến đây. Thả nó đi. Ôi này. Đừng, bắt được cả con cua luôn cả nhà. Tí nữa mang về cho bà ngoại luôn. Ở nhà bà đang có một chậu cua rồi mà. Dẹp đi không được có con này nữa. Đi con đến nhiều lắm. Nhiều lắm. Đội quân nhà mình bây giờ chuẩn bị rút thôi. Trời cũng đã tối rồi, cho nên là cả đội đi về. Và đây là thành quả của buổi ngày hôm nay. Được một con cua này. Rất là nhiều hến. To, nhỏ, lẫn lộn. Ui, có cả con kiểu con trùng trục này. Giờ chuẩn bị lội, lội nước để đi về. Nước chảy rất xiết, nước ngập đến đầu gối luôn. Vậy là đội quân bắt hến của mình đến giờ này cũng phải đi về rồi. Cũng trời cũng đã khá muộn, cho nên là bọn mình sẽ rút quân để dành sức, nhỡ đâu ngày mai mà trời nắng đẹp thì có thể lại ra bắt tiếp hoặc đi câu cá. Còn bây giờ sẽ mang chiến lợi phẩm về để nấu một bữa ăn tối khá là ngon đấy. Và nếu mọi người cảm thấy trải nghiệm này thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để mình có thêm nhiều động lực ra tiếp những video mới nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.